trend TikTok mà chỉ là đi ngang cái đường và các bạn nói là mình. Hello, chào các bạn, là Jay đây và hôm nay mình sẽ bị Instagram điều khiển nhưng mình sẽ làm ngược. Đi biển hay là đi gym? Tốn tiền hay là tiết kiệm tiền? Mình sẽ theo phần trăm nhỏ hơn. Nói chung video này quá là lừa các bạn luôn, nhưng ok vào thôi nào. Nhưng trước nhất mình đã hỏi các bạn là mình nên làm Instagram điều khiển hay là Facebook điều khiển. Và các bạn đã nói Instagram điều khiển. Nhưng hôm nay mình làm ngược, ngày hôm nay mình sẽ làm Facebook điều khiển. Úp. Nó cũng giống nhau mà các bạn sao? Sao? Và trước khi mình ngủ lúc 2 giờ đêm thì mình đã hỏi các bạn là mình nên thức dậy sớm hay là thức siêu trễ. Và hơn nữa các bạn đã nói thức dậy sớm là vì hôm nay làm ngược nên mình sẽ thức dậy trễ. Tèo. Hello các bạn, giờ đang là 9 giờ rưỡi, chưa có trễ nổi nên mình sẽ nằm ngủ tiếp. Ok, bây giờ là 10 giờ. Ôi các bạn chưa có chọn bên đây mặc cái gì? Ok. Mình nên thức dậy không? Dạ mình nên. Tối quá mình không có ngủ được, nghĩa là tới 3 giờ đêm mình mới ngủ được. Mà dù đâu biết sao mình không ngủ được, nếu mình không ngủ được. Nhưng sau khi cái đêm thức tới sáng ở Disneyland, mình kiểu như là cái thời khắc qua biểu ngủ của mình nó bị hư rồi. Nhưng sau đó thì mình đã hỏi các bạn là mình nên mặc áo Whoop Uni hay là Stanford Uni. Và các bạn đã chọn Whoop Uni. Nhưng hôm nay chúng mình đang lừa các bạn, mình sẽ làm ngược. Trời ơi. Nên thật ra thì các bạn chọn Stanford. Mình cảm giác mình lừa đảo quá các bạn ơi. Đây là trang phục của mình. Mình thấy nó nhìn hơi xấu. Và cái áo này nói năm 2027 là vì mình sẽ tốt nghiệp năm 2027. Và sau đó thì mình đã hỏi các bạn là mình nên xõa tóc hay là cột tóc. Vì hiện tại mình đang trọc đầu. Tóc mình hiện tại nó quá là dài. Là đích của mình. Mình nên cắt không các bạn? Và các bạn đã chọn 65% xõa tóc và 35% cột tóc. Nên mình sẽ làm ngược và mình sẽ cột tóc theo cái 35% các bạn chọn. Và đây là thành quả, nhìn giống như là một con quả trên đầu mình. Thì mình tính làm đồ ăn sáng, nhưng mình đã hỏi các bạn là mình nên tốn tiền hay là tiết kiệm tiền. Và các bạn nói là mình nên tiết kiệm tiền. Cảm ơn các bạn. Nhưng mình hôm nay mình làm ngược nên mình sẽ theo 41% các bạn nói đây là tốn tiền. Ủa tại sao 41% các bạn lại muốn tốn tiền hả? Đương nhiên là 0% chứ. Oh my god, các bạn kiểu. Nhưng các bạn biết sao, 80% các bạn xem video này đang không đăng ký kênh mình. Nên các bạn hãy làm theo 2% đã đăng ký và đăng ký kênh mình đi. Ok đó, cả đó. Quay lại đủ lần. Bây giờ mình đi đến chỗ ăn sáng thôi, lúc nào mình đi lên qua cái này, nó tưng tưng cái tóc á. Trời ơi. Tóc này nó không ổn chút nào. Nó bị kẹt rồi. Hồi nãy nó bị tưng tưng quá nên nó bị tung ra, xong bây giờ nó bị ống đều rồi. Mình đã bỏ cuộc với cái tóc kia của mình. Ok khoan. Mình đã nhảy vào quán cà phê sớm này và mình đã đặt trước nên có rồi. Chỉ là mình cô đơn vậy đứng chờ hơi ngại nên mình đặt trước. Và đây cái ghế xe đột quá là sến nên mình nhất định phải ngồi cho bằng được. Kiểu là ghế này ngồi giống như mình đang ngồi xe đạp á. Ok, giờ thưởng thức sự tốn tiền của mình thôi. Ui, cái này mình làm được ở nhà mà. Nhưng cũng ngon, cũng ngon. Xong rồi ăn cái món này gọi là acai bowl. Nó kiểu là một tổng hợp trái cây có cái giòn giòn ở dưới nữa. Và mình sợ quá các bạn ơi nên mình đã bỏ chạy quá là nhanh. Ghê quá các bạn. Hồi nãy bà này trong đó, bà ấy nhìn quá là bất ổn. Và mình rất là sợ. Nên bà ấy bắt đầu nhìn mình nên mình chạy đi. Cái môi son của bà kiểu như là giống như vậy. Sợ. Đây thật sự là ăn trưa là vì bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi. Nhưng đối với các bạn này bao nhiêu tiền? Cả hai em là... Cái này là 14 đồng. Không, 15 đồng. Giá Mỹ đấy các bạn. Như đây là cái latte hạt nhân, mật ong và cái màu xanh lè này. Đây đang bắt đầu chạy. Mình đố các bạn đây là quả gì? Quả này bắt đầu với chữ chờ và kết thúc với chữ úi. Sau mình đã ngồi đây thưởng thức cái này như một con cô đơn trong xe một mình. Yay. Nhưng có em ít đằng sau mình cũng không có cô đơn nổi vậy. Hình diềm. Chúng mình đã ăn xong. Và môi mình giống như là mình hơi bị đục. Mình nhìn ngủ. Sạc cà phê. Không hiểu sao mình sạc cà phê đúng không? Cái này nó không có vị màu xanh. Nó giống là vị cà phê bình thường thôi. Xong rồi mình đã hỏi các bạn là mình nên đi biển hay là đi gym. Kèm theo hình mô tả nữa. Và các bạn biết sao không? Các bạn đã chọn đi biển. 67% đi biển và 33% đi gym. Nhưng hôm nay mình làm ngược. Nên chúng mình sẽ đi học gym. Các bạn biết sao không? Mình đã mang theo đồ bơi của mình luôn nè. Mình đã mang theo bộ đồ bơi, bơ của mình để chuẩn bị đi biển. Nhưng các bạn đã chọn đi biển. Nhưng mình làm ngược nên chúng mình sẽ đi tập gym. Mình rất là muốn đi biển. Nhưng sao hết là vì mình cũng mang bình nước của mình. Bình nước quá là hồng. Ok. Nhưng chỉ là bây giờ mình đã hơi bị bệnh lười tập gym. Nhưng có con này đang tưng tưng nên mình đã có động lực rồi. Vì đây sẽ là mình. Chúng mình đã tới nơi. Và tất nhiên mình phải đeo tai nghe bơi vào. Mình cũng muốn đi biển lắm á. Nhưng mà biết sao không? Mình sống xa biển 50 phút. Nên cái này có thể là ý kiến tốt hơn. Nhưng mình sẵn sàng lái xe đến biển chỉ hơi cô đơn thôi. Thật ra 2 ngày trước mới đi biển nên các bạn hãy ngắm hình đi biển của mình. Là vì hôm nay mình không đi biển đâu.
Thì đầu tiên mình đã đi bộ. Mình đang giả bộ như mình đang không quay, nhưng thật ra mình đang quay. Mình úp điện thoại bên nhà nhìn thông mà áo chút nào phải không các bạn. Nhưng sau đó thì mình đã chạy như một con điên. Như đang chạy thì mình đã khát nước nên mình đã uống nước. Và chạy tiếp rồi mình đã bỏ cuộc, về quay lại đi bộ thôi. Và sau đó thì mình đã chơi cái trò đạp đạp đè để kiểu là làm cái đích mình nó được hơn. Cái này hơi vui thiệt á. Hello. Sau rồi mình đã làm cái động tác kiểu là quá là quơ chân này. Nhìn nè. Ô ô trời mệt quá nghĩ cái. Qua tiếp thôi. Hello các bạn, mình đã quay lại. Và làm cái này và leo cầu thang. Đây là cái mà nó khiến mình bị ngã nhiều lần rồi. Nhưng sao hôm nay không ngã. Và đó là cái đó, bây giờ mình đang quá là đuối. Và nhanh chạy lại xe xe ơi. Hello các bạn. Oh no. Cái nước của mình. Cái nước của mình đã thành nước lọc rồi. Mà nhìn thấy ghê quá. Nếu mà đi biển hay đi tập gym mình có nhìn giống như vậy à? Đỏ chét vậy. Giống như một quả cà chua. Mình quá là ghê. Giữa tay vì mình không phải là người dơ giấy, nhưng mình chết rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi đến nơi tiếp theo. Các bạn hãy đoán cho mình sẽ đi đâu. Đi biển chấm hỏi. Nói giỡn thôi. Chúng mình sẽ vào đây. Tiệm này mình gọi là kiểu là tiệm bán đồ quá là linh tinh. Như là cái máy nướng bánh mì có ông thần tượng của mình. Mình yêu Bob Ross. Và những thứ quá là mỹ nữa. Và ôm mình cơ cái bạn mua cái này quá. Cái gì vậy, con heo cởi mà con bò. Những cái này mình mua rồi nha. Cái khăn mà để không có bị phỏng tay mà hình quả bơ nữa. À mình đã bị thu hút. Ồ và con rùa này dễ thương không. Nhưng hôm nay mình cảm giác khá là sến đi. Mình sẽ tìm quà cho bạn mình. Thì nạn nhân đầu tiên là cái ly. Kiểu là cái con lừa này nó nhìn kiểu là ngầu ngầu sao á. Và đằng sau đây ghi chữ live slow, nghĩa là sống chậm. Kiểu là con lừa nó sống chậm nên kiểu là bạn muốn sống chậm theo con lừa. Và nạn thứ hai là hai chú heo. Ôi, nhưng không phải hai chú heo bình thường nữa, nhưng hai chú heo kiểu là có thể cho muối tiêu vào. Wow. Nếu mình đã hỏi các bạn là mình đã tặng bạn mình cái nào, cái ly con lừa hay là đồ muối tiêu con heo. Trời, mình nhìn sợ quá. Các bạn đã chọn cái này. 72% ly con lừa. Nhưng mình làm ngược lại. Trời, quay ở ngoài hơi ngại nha. Nên mình sẽ mua cái này. Hai con heo theo 28% các bạn. Yeah. Ok. Và mình đã quất luôn bốn em cho an toàn. Ai biết hôm nay mình sẽ đi với bạn nào, các bạn là người chọn mà. Mình quá là ồn ào. Đi thôi nữa, cái bề mình ở đây lâu quá nhìn thấy bị mờ ám. Và mình đã qua quầy túi và mình tìm thấy kiểu là cái túi này nhìn quá là phù hợp luôn. Và một bịch có bốn cá nhân dịp gì mình không biết nhưng yeah. Ok, sắp tám quan hệ tính tiền thôi. Hồi nãy mọi người xung quanh và nhân viên nhìn mình kiểu tại sao con này lại mua 8 con heo. Vì mình là heo. Có lý do, mọi thứ đều có lý do các bạn. Và mình đã hỏi các bạn là mình nên ăn đồ mặn hay là đồ ngọt. Và các bạn nói 42% đồ mặn. Nhưng chúc mình sẽ ăn đồ mặn. Hên quá là vì sáng nay ăn đồ ngọt rồi. Ăn đồ ngọt nó chắc mình lên đường quá. Thì ăn thôi. Khi mình nghĩ đến đồ mặn thì mình đã nghĩ đến mì tương đen. Nhưng cái chỗ đó quá là xa nhà mình, nên mình đành phải mua sandwich thôi. Và chỗ này thì phải gọi là có đủ thứ sandwich luôn. Nhưng mình sẽ gọi sandwich gà là vì mình khá là thèm gà. Lúc mình gọi thì kèm theo nước lọc miễn phí. Sau mình chờ cái cục này nó rung rung, nhưng kiểu là mình chờ mãi nó không có rung. Và mình khám phá ra là người ta đã quên bấm cái nút để cho cái này nó rung. Em san quyết bị bỏ rơi. Nên sau 30 phút thì mình đã lại và lấy cái sandwich của mình. Nó nằm đó cho mấy giờ. Và đây là cái phần mình đã gọi. Kiểu là nó là cái sandwich mà có gà mà nó có sốt barbecue. Kiểu là nó nhìn quá là xấu, nhưng mình hứa các bạn nó cũng khá là ngon. Nó chỉ hơi bị lạnh thôi. Và hết giòn nữa. Và hơi bị dính tùm la mỏ vào tay. Và kèm theo quả táo nữa và ráng cạp, nhưng kiểu là nó hơi bị cứng nên. Và trong lúc mình ngồi thì mình đã chủ động đăng story, là vì mình cần story cho các tiếp theo. Nó đang chơi rất tùm lum. Nhưng bây giờ mình đang quá là cô đơn, không có ai ngồi với mình hết. Ăn quả táo một mình. Quả táo túi mình sến đâu, mình còn hai thùng nữa là mình về rồi. Và mình đã ăn hết, chỉ còn cái lõi táo thôi. Các bạn muốn ăn không? Ok, đi ra rồi, hình như mình đã ngồi đây cho một tiếng. Bữa ăn đó mình sẽ cho là 5/10 vì sự cô đơn. Với lại mình chờ, mình nghĩ là 30 phút cho cái sandwich của mình. Yeah, đó là cái đó. Ok, và bây giờ mình kiểu là mình làm cái gì thì mình sẽ về nhà. Ok, úng ba la si bùm về nhà. Bùm, wow, quá là ảo thuật luôn. Nhưng bây giờ mình đang quá là mệt nên mình sẽ nằm xíu. 30 phút nằm nhưng không ngủ sau. Bây giờ mình sẽ đi chơi với bạn mình. Và mình đã hỏi các bạn là mình nên mặc áo tay dài hay là tay ngắn. Và mình đã nói rõ hôm nay quá là nóng. Kiểu là một bực miếng cho các bạn. Và các bạn đã chọn tay dài. Đây là cái áo tay dài mình sẽ mặc. Một người suy nghĩ như một người bình thường sẽ nói là tay ngắn, là vì hôm nay trời quá là nóng. Nhưng vì hôm nay mình làm đảo ngược, chúng mình sẽ mặc áo tay dài. Theo 18% các bạn. Đây là áo tay dài mình sẽ mặc. Mình cảm giác như là mình sẽ chết trong cái áo này, là vì hôm nay trời quá là nóng. Và mình kiểu như là yeah. Để mình tạo áo thuật ở nhà. Ok, 3, 2, 1. Wow. Ok. Nó sẵn dữ vậy. Và đây là bộ đồ của mình hôm nay. Nhìn kiểu là quá là dễ thương, quá là cựu. Nhưng quá là nóng. Vì hôm nay trời hình như là 32 độ. Không sao hết. Chị nóng muốn chết thôi.
Sau đó thì mình đã hỏi các bạn là mình nên đi chơi với con Teresa hay là đi chơi với các bạn học của mình. Và kiểu là cái này cũng khá là gần, sự bình chọn khá là gần. Nhưng các bạn đã chọn các bạn học của mình. Yay. Nhưng kiểu hôm nay mình làm ngược, hôm nay mình ngược đời. Nên mình phải đi chơi với con Teresa. Nên bây giờ mình sẽ gọi nó, rủ nó đi chơi. Coi nó đang làm gì. Đây là Teresa, bây giờ mình sẽ gọi nó. Hình như bây giờ đang là 6 giờ sáng ở bên Việt Nam. Mình nghĩ nó không trả lời đâu. Nó còn ngủ. Chúng mình mới gọi tối hôm qua. Nhưng một vấn đề nữa đấy là nó đang ở Việt Nam và mình đang ở Mỹ. Tháng sau mình sẽ về Việt Nam đi chơi với nó. Nhưng hôm nay mình sẽ đi chơi với các bạn Mỹ của mình theo các bình chọn của các bạn. Nhưng các bạn ý sao không? Để mình bù lại cho điều đó thì đây là hình mình và cái con Teresa. Mình sẽ cho nó vào túi của mình, cũng coi như là mình đi chơi với nó. Nhưng hôm nay mình không có đi chơi với nó, mình đi chơi với các bạn Mỹ, hiểu không? Ok, đây là một giải quyết cho một vấn đề này. Các bạn có hiểu mình đang làm gì không? Mình không biết nữa, nhưng ok. Như túi Việt Nam mình sớm không? Okay. Nhưng về các phần quà thì mình đã mua 4 cái đủ cho 4 bạn. Mấy con heo mà cho muối tiêu vào các bạn. Lúc nào mình tặng quà mình phải tháo giá ra không thôi, kiểu như là mình không có muốn bị phê bình đó. Các bạn có giống mình không? Có khi mình quên tháo giá ra mình cảm giác hơi bị nhục á. Có bị nhục là vì kiểu là nó mắc là nó rẻ, nhưng kiểu là mình cảm giác như là tặng quà không có nên có giá. Là vì quà này thật sự vô giá. Như các bạn xem video này cũng vô giá luôn. Và chút nữa chúng mình sẽ làm gì? Đó là một bí ẩn. Nhưng bây giờ mình đang trễ giờ là vì còn 15 phút nữa phải gặp chúng nó. Và từ đây tới đó mất 30 phút. Sorry. Mình đã cho 8 con heo và 4 cái túi sinh nhật. Hôm nay không có sinh nhật bạn nào hết. Kiểu là chúng mình vào đại học thì mỗi bạn sẽ ở một nơi khác nhau. Nên mình cảm giác như là mình muốn tặng quà sinh nhật trước cho mỗi bạn. Đi ra ngoài. Bye. Mình mang giày bò với vớ bơ. Nhìn giống như là mình đã thi 4 cái sinh nhật thiệt luôn á. Qua vào xe thôi. Yeah. Ok, đi thôi. Hẹn gặp bạn. Hẹn gặp các cặp. Miệng mình không có tạo chữ được hay sao? Hẹn gặp các bạn lại ở chỗ đó. Và mình đố các bạn đi gặp các bạn đâu đấy? Mình đi gặp các bạn tại cái chỗ sơn gốp này. Và bước đầu tiên khi vào thì phải chọn cái đồ để mình sơn lên, chứ kiểu là phương tiện sơn. Ở đây có đủ thứ chọn, còn có con ếch nữa. Những cái này rất là khác tô tượng ở Việt Nam, là vì kiểu là nó sẽ bóng bóng như vậy. Và có thể ăn vào microwave nữa. Hello. Nhưng mình đã hỏi các bạn là mình nên sơn lên cái ly hay là cái chén. Và các bạn đã nói 60% ly và 40% chén. Nhưng hôm nay mình làm ngược, nên phải theo phần trăm nhỏ, đây là 40% cái chén để anh. Và mình tính chọn cái chén kiểu đơn giản này như lần trước mình đã sơn cái chén rồi. Nên mình đã tìm cái này quá là ngố, kiểu là nhìn giống cái ly. Thật ra đây là cái chén đã ăn nhưng nó là có cái tay cầm thôi. Nên mình không có ăn gian, đây không phải là cái ly. Nhưng cũng có thể là cái nón. Vì chắc chắn là không có chọn chén nè, ăn bây giờ chắc đổ súp tùm lum tùm la luôn á. Nên chốt cái chén, ly chén. Như các bạn mình thì ai cũng chọn ly hết, chỉ có mình và bạn kia chọn chén thôi. Nhưng đây là các bạn học mỹ thuật của mình, nên chắc chắn các bạn ấy sẽ vẽ quá là đỉnh. Sau khi chọn phương tiện xong thì chọn màu và viết số màu lên cái này. Và sau đó thì mình đã hỏi các bạn là mình nên vẽ cái gì lên cái chén của mình. Mình đã viết lộn ly, thật ra là chén. Nhưng các phản hồi đều là bơ chuối. Và hôm nay mình làm ngược nên mình sẽ không có được vẽ bơ chuối. Quá là buồn. Và cái chủ đề không bơ chuối mình đã suy nghĩ ra là đại học. Là vì bạn mình cũng vẽ đại học của bạn ấy, nên mình bắt chước theo và mình sẽ vẽ đại học của mình. Sau đó thì mình đã vẽ nháp một bút chì. Cái bút chì lúc nung lên thì nó sẽ bị biến đi. Đây là kế hoạch của mình, các bạn thấy nhìn ổn không? Nhưng mình thấy trông nó nhìn hơi rối quá. Có thể mình sẽ bỏ cuộc. Mình sẽ đặt các bạn ở đây để giúp mình thấy vừa ngắm nhau trong lúc mình sơn. Hello. Và bây giờ mình tô thôi. Và cái sự kiềm chế không vẽ bơ chuối của mình đã hơi bị vấn đề. Là vì kiểu lúc nào mình vẽ mình cũng vẽ bơ chuối hết nên bạn mình đã đánh rớt các bạn rồi. Oh no, Celeste. Like, oops, I dropped you guys. Sorry guys, I dropped you, my bad. Các bạn có tha thứ cho bạn mình không? Tình hình, đây là tình hình. Và một màu phải tô 3 lớp, không thôi nó sẽ không có hiện lên. Ôi, quẹo tay. Và sau đó thì mình đã sơn cái mép của cái chén. Các bạn đang quá là chăm chỉ luôn. Nhưng do dưới đích này thì mình không thể chịu đổ được các bạn ơi. Mình đã ăn gian. Mình đã tô một quả bơ vào đích chén theo lời yêu cầu của các bạn. Và mình đã ăn gian lần thứ hai. Mình đã sơn một quả chuối lên cái tay cầm. Làm theo các bạn rồi. Mình bị bệnh yêu bơ chuối quá. Và sau đó thì mình đã sơn vài thứ cho nó nhìn xến hơn. Không biết xến hơn hay xấu hơn, nhưng thứ cứ làm đi. Ghét từ chùa nó ra. Tình hình thì nó cũng ổn. Các bạn thấy nhìn ổn không? Mình yêu cái cây này. Và cuối cùng thì mình xài cái sơn nổi này để làm các chi tiết. Jenny. Trời ơi, che rồi. Như các bạn đừng có nhìn khúc này, nó nhìn hơi ứ. Và đây là thành phẩm của mình. Mình sẽ để đây vô một tuần cho nó nung. Và đó là cái đó. Quả bơ bí mật. Và đây là các thành phẩm của các bạn mình. Bạn này vẽ hai cái thỏ quá là dễ thương luôn. Và bạn này thì it's mine. I did like little like flowers. Quá là hoa. Và bạn này thì làm cái tô quá là màu mè. Ở trong có chữ done. Là kiểu là done thì ăn xong á, các bạn hiểu không? Ăn xong là nhìn được cái chữ đó đấy. Mình lấy ý tưởng từ bạn ấy, đây là kiểu là về đại học của bạn ấy. She's going to Yale, if you didn't know. Going to Yale. Tốn tiền quá các bạn ơi, ước gì mình đang ở Việt Nam ha.
You guys should close your eyes. Okay. Và sau đó thì là cái sự quá là bất ngờ cho các bạn của mình. Mình đã kêu các bạn kiểu là nhắm mắt lại vậy. What if we pee? Kiểu tụi nó không biết chuyện đang xảy ra luôn. Oh my god, did we get a puppy each? Mình đã lôi ra 4 cái túi sinh nhật sến của mình và cho mỗi đứa cầm, nhưng kiểu là tụi nó không nhìn thấy nên cái sự cầm nó cũng hơi bị lốp và hơi bị khó. It's like sin. Thằng bạn này kiểu là nó không có biết lấy tay ra để nó cầm. Okay. What is here we it? Go. Okay, open your eyes. Và phản hồi của các bạn là Happy birthday. Happy birthday. Oh my god. Oh my god. It's a bag. Are you so pepper shakers? Oh, pepper shakers. So cute. I won't see you guys during your birthdays because all you guys are gonna be in different places. So birthday present. That's a gift for everyone. Well, now I'm thinking about how we won't be together. Yeah. This is a beautiful birthday party. Bây giờ Jenny đã đổi nghề từ YouTuber đến tài xế và mình sẽ chở các bạn mình qua chỗ ăn. Nhưng hồi nãy mình đã hỏi các bạn là chúng mình nên ăn đồ Mỹ hay là đồ châu Á. Và cái kết thì các bạn đã chọn 73% đồ châu Á. Nếu đồ châu Á thì mình tính ăn thịt nướng Hàn Quốc. Nhưng hôm nay chúng mình làm ngược nên mình sẽ ăn đồ Mỹ. Cũng mưa lem và lúc tay quá thấy cả đống các xe cảnh sát luôn, kiểu là quá là sợ. Nhưng sau 15 phút chờ đợi thì chúng mình cũng đã vào được rồi. Và chỗ này menu phải gọi là quá là Mỹ luôn, thật ra quán Mỹ rồi nhưng nhìn nó rất là Mỹ. Và mình đố các bạn mình gọi gì đó, mình đã gọi pizza. Welcome to America. America. Nhưng pizza này loại dài thần lọn chứ không phải là loại tròn tròn. Nếu mình làm mất bang cho các bạn nè, thì pizza mình gọi là gà với quả bơ và cà chua. Phô mai nữa, một tổng hợp quá là bất thường nhưng mình thấy nó cũng khá là ngon. Và thịt xông khói nữa. Hơi khác pizza mình ăn thường ngày, kiểu là nó có xúc xích thôi và phai. Chứ cái này cũng ngon ngon. Nhưng để các bạn Mỹ bình thường ăn là mỗi người một phần chứ không có phải là chia sẻ cùng với nhau. Cười dữ vậy. Các bạn giống mình là thích ăn pizza chấm với tương cà. Nhưng các bạn nói mình quá là ngố. Và mình đã gần hết rồi, các bạn ăn cái cuối cùng không? Mình nhường đấy. Thì các bạn mình quá là hoảng hồn là mình chưa bao giờ thử cái món này bây giờ. Nó gọi là cái món pizzuki. Món này phải gọi là quá là Mỹ luôn. I'm gonna try a pizzuki for the first time in my life. Kiểu là một khoảng cách quá là các bạn rất là cần đăng lên. Ok, lần thì thử thôi và quá là ngọt nhưng really? Yeah, oh my god. Mình tính làm số 10 nhưng kiểu mình làm gì giống như là không điểm. Nhưng nói thật thì mình nghĩ là mình cho là 7 điểm. Các bạn ăn miếng không và chờ hai con này. Ồ, chờ hai con này làm trò gì? Rate this American meal. Một bữa ăn quá là Mỹ. There we go. Was a 10 out of 10. Greasy, very greasy. Very tasty, greasy. Very filling, very this American. My tummy hurts this car out in 2 seconds. Nhưng chúng mình làm trên xe quá không biết được, kiểu là bị tăng động là bị ăn nhiều đường quá nên chúng mình đã chụp hình. Hello, chào các bạn. Thì mình đã hỏi các bạn là mình nên làm cái trend TikTok mà chỉ là đi ngang cái đường hay không. Và các bạn nói là mình nên 90% các bạn luôn. Nhưng mình làm ngược nên mình sẽ không làm. Thật ra mình tưởng là các bạn sẽ nói là mình không nên là vì nó nguy hiểm nên mình đã không làm. Nhưng mình đã làm một cái version an toàn hơn mà các bạn có thể làm theo mình. Ok, đó là cái đó. Mình tự nhiên đã nghĩ ra cái ý kiến khùng khùng này trong đầu mình mà các bạn thích làm ở nhà. Đấy là các bạn hãy cho tất cả con gấu lên cái cỏ xong rồi giả sử như là tụi nó làm mấy cái chiếc xe xong rồi. Ok, mình đã sẵn sàng. Hãy chụp tự dưới với tụi nó và đây là thành phẩm. Em yêu tên là Zach Birkin. Em yêu tên kêu Richard Millen. Em yêu nghe nhạc hay là phải talking. Em yêu thích cầm vô lăng của Larry. Dạ, và đó là cái đó. Đây là một ngày bị Instagram điều khiển của mình. Thật ra đây là một ngày bị Facebook điều khiển. Nhưng Facebook và Instagram thì thật ra Facebook có nhiều người bình chọn hơn. Kiểu lượt xem như Facebook nó nhiều hơn nên kiểu nó chính xác hơn, các bạn hiểu không? Dạ, đó là cái đó, đó là cái đó. Ok, bây giờ mình đi đây, bye bye. Bye bye, đi ngủ. Không, mình vào đi tắm xong mình làm đủ thứ như mình ngủ. Ok, bye bye. Bye bye. Và mình quá là háo hức đi về Việt Nam trong vài tuần, 2 tuần nữa. Các bạn nên bấm vào video này coi, cái video này nè. Các bạn bấm đi, mình thử thách các bạn bấm đi. Các bạn bấm đi, bấm đi.